Và bây giờ thì tôi xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị. Ai đây ạ? Một trong tay thật lớn cho nam ca sĩ Lý Tuấn Kiệt đến từ nhóm HKT. Và bây giờ thì chắc là anh Kiệt sẽ dành một mình đó gửi đến tất cả quý vị khán giả trước khi mà mình gửi tặng cho quý vị những món quà âm nhạc đúng không ạ? Rất là vui ngày hôm nay có mặt ở tại buổi lễ khai trương của Gố Bách Xa Thông Minh, tập đoàn Yataka. Không biết lấy gì hơn, xin chúc cho công ty của chúng ta luôn thành công, lớn mạnh và vươn xa. Một sẽ lớn dành cho Yataka được không ạ? Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và cũng để góp vui cho ngày khai trương ngày hôm nay thì Kiệt xin được trình bày một liên khúc gồm những ca khúc hit mà nhóm HKT được trình diễn trong thời gian trước. Một liên khúc được mang tên, một sẽ lớn dành cho liên khúc HKT. Trái của sự thật. Yeah. Hey. Những giấc mơ.
bước tiếp theo sẽ là phần mềm tên chú mưa mặc đồ dài bóng cơ mưa. Kiệt chị tươi mất một ca khúc cũng nhận được rất là nhiều tình cảm mà các bạn ở trong nước cũng dành cho Kiệt. Đó là ca khúc Bao Giờ Kết Hôn. Và sắp tới đây thì Kiệt sẽ phát hành một ca khúc nhạc vui nữa, cũng về chủ đề đám cưới luôn, nhưng mà sẽ song ca với một người em. Còn em nói thì Kiệt chưa, hiện tại chưa tiện nói à. Sắp tới thì Kiệt sẽ tiết lộ à. Vâng, các bạn có sẵn sàng ủng hộ cho tất cả các dự án của anh đúng không ạ? Vỗ tay thật lớn cho quý vị. Và hôm nay thì em Kiệt rất là năng lượng, ngày hát lúc ba bài luôn. Thì lời chúc của anh ngày hôm nay thực sự là sẽ rất có ý nghĩa cho Yataka ngày hôm nay. Anh muốn gửi lời chúc như thế nào? Thì xin chúc cho Yataka luôn thành công, lớn mạnh và vươn xa. Không những là khai trương những chi nhánh ở đây mà chúng ta còn thấy được ở khắp mọi nơi trên đất nước nữa. Nhưng mà phải có sự đồng hành của anh đúng không ạ? Chắc chắn rồi ạ. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Một trong các thật lớn nữa cho năm ca sĩ Lý Quốc Kiệt ạ. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Ok, và bây giờ Tiến Kiệt trình bày thêm một cái khúc nữa có được không ạ? Được không ạ? Ok, bài mới luôn nha. Ok, một sẻ lớn dành cho một sáng tác của người em Nguyễn Thái Minh. Ca khúc được mang tên Bao Giờ Kết Hôn.
Bây giờ anh em nào có ý định mình lên nhảy chung với Kiệt thì lên đây hết nha. Có bao nhiêu cái này nhảy cho vui nha. Sẵn lòng nha quý vị nha. Cho nhạc lớn tí à, em nghe hơi nhỏ à. Cùng chơi ngon vui, nhưng cho Kiệt vui cứ hết mong. Chung Kiệt đừng đứng xa. Vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.